Em làm cái gì vậy? Đến bây giờ tại sao vẫn chưa xong dự án nữa? Dạ, em đang cố gắng làm ạ. Cũng sắp xong rồi anh ơi. Lúc nào cũng sắp xong, anh cần một con số cụ thể. Dạ, được hơn 60% rồi anh. Em nói đùa à? Em có biết là vài bữa nữa là phải giao dự án cho đối tác không? Dạ, em... Đã hơn một tuần rồi mà em chỉ mới hoàn thành được 60% là sao? Những cái dự án trước ấy, em luôn đúng hẹn, đúng deadline. Và tại sao cái dự án này em lại làm chậm trễ như vậy? Dạ em xin lỗi ạ. Em sẽ cố gắng hoàn thành phần còn lại sớm nhất có thể ạ. Nếu dự án này mà em làm trễ deadline ấy, thì đây cũng là dự án cuối cùng em làm ở công ty ấy. Dạ, em xin phép ạ. Cố gắng làm phần còn lại ạ. Thôi cũng trễ rồi, em về trước đi. Yên tâm, anh hiểu nguyên nhân rồi. Cái sản phẩm này nó sẽ giúp ích cho em nhiều đấy. Và nhớ dùng đúng chỉ định nha. Dạ thật ngại quá, em cảm ơn anh ạ. Dạ em chào anh ạ. Ơi trời. Dạ em gửi bản dự án cho anh, em hoàn thành xong rồi ạ. Anh thấy thế nào? Dạ sau khi mà dùng sản phẩm của anh đưa thì em thấy rất là hiệu quả. Giảm đau mỏi vai gáy cho nên là em làm việc tập trung hơn. Em cảm ơn anh ạ. Vậy là tốt rồi. Em cố gắng giữ phong độ làm việc nhé. Dạ, em xin phép ạ. Ok. Ok.